Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC 14. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản gửi giám đốc các bệnh viện công lập trực thuộc liên quan đến một số vấn đề trong công tác quản lý mà các đơn vị cần chú trọng. Trong đó đáng chú ý là việc đề nghị các bệnh viện công lập trên địa bàn có kế hoạch cụ thể để tránh tình trạng thiếu thuốc, không để người bệnh có bảo hiểm y tế phải mua thuốc bên ngoài. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các bệnh viện công lập trực thuộc nghiêm túc thực hiện yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cần chú trọng kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật. Về vấn đề thuốc điều trị nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc, yêu cầu các bệnh viện cần chủ động lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi gói thầu đang thực hiện hết hiệu lực ít nhất 3 tháng. Đồng thời phải có kế hoạch dự trữ thuốc, đảm bảo việc cung ứng không bị gián đoạn. Bệnh viện phải đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, không để người bệnh mua thuốc bên ngoài. Tuy nhiên, khi tình trạng thiếu thuốc cơ bản được giải quyết, nhưng việc dùng thuốc lậu dường như vẫn tiếp diễn. Lý do không chỉ bởi quy luật cung cầu và dễ dàng tiếp cận, mà còn là vấn đề lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã có đề xuất cùng 5 tỉnh Đông Nam Bộ liên kết nhằm phát triển, nâng cao hệ thống y tế khu vực, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trước đó, ngành y tế thành phố đã họp cùng các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đánh giá năng lực của hệ thống y tế so với nhu cầu thực tế. Đây là lần đầu các địa phương thảo luận hợp tác để đề xuất những phương thức phát triển tốt hơn nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế cả khu vực Đông Nam Bộ. Thời gian qua, các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật các địa phương theo đề án của Bộ Y tế cũng như các chương trình hợp tác riêng. Người dân được điều trị những kỹ thuật cao tại địa phương, giảm tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến cũng như nằm ghép ở các bệnh viện tuyến cuối. Đề xuất thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC vùng Đông Nam Bộ. Trong khi chờ quyết định của Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM và Viện Y tế Công cộng sẽ phối hợp trao đổi thông tin về giám sát dịch bệnh giữa CDC các tỉnh. Sở Y tế TP.HCM chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, tiến đến hợp tác nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm các giải pháp mới để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện bệnh viện không còn phải chuyển người bệnh tới các cơ sở y tế khác để chiếu chụp do các vướng mắc về mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư y tế, sửa chữa máy móc đã được tháo gỡ. Theo ông Cơ, thời gian qua, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu là một trong những nơi bị ảnh hưởng lớn do nhiều máy móc hiện đại đắt tiền tại đây thời gian qua phải lưu kho. Các máy này thuộc diện thiết bị xã hội hóa vì vướng vấn đề pháp lý nên ngừng hoạt động. Dự kiến sang tuần sau, những máy móc này sẽ trở lại hoạt động để phục vụ người bệnh. Bệnh viện Bạch Mai cho biết cũng khắc phục được tình trạng thiếu thốn tài chính trầm trọng nhờ chính phủ cấp ngân sách 1.200 tỷ đồng. Với gói hỗ trợ này, bệnh viện đầu tư các trang thiết bị thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh, chẩn đoán nhanh và điều trị kịp thời. Những thiết bị mang tính cấp bách được ưu tiên mua sắm trước như hệ thống chẩn đoán hình ảnh, hệ thống phục vụ điều trị ung bướu. Trước đó, năm 2022, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy không mua được máy móc và hóa chất xét nghiệm, phải gửi bệnh nhân đến cơ sở khác chụp chiếu do các vướng mắc trong công tác đấu thầu mua sắm. Ngay sau đó, chính phủ đã liên tiếp ban hành Nghị định 07 và Nghị quyết 30 có hiệu lực thi hành ngay, cho phép bệnh viện thí điểm một số cơ chế mới để mua sắm. Trong thời gian gần đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị khá nhiều ca mắc thủy đậu. Đáng chú ý, chỉ trong một tháng đã ghi nhận tới 2 ca tử vong do bệnh truyền nhiễm này. Điều đó gióng lên hồi chuông cảnh báo để mọi người không nên chủ quan, cần biết cách phòng ngừa và nhận diện sớm dấu hiệu của bệnh. Đây cũng là thông tin đáng chú ý cuối cùng của Y tế trong ngày hôm nay. Bệnh nhân 29 tuổi này là một trường hợp mắc thủy đậu nặng, có biến chứng suy gan, suy hô hấp. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần phải hồi sức tích cực và xem xét lọc máu. Gia đình cho biết trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc với trẻ nhỏ trong xóm bị mắc thủy đậu. Sau khi bị mắc bệnh, đã được đi khám ở các cơ sở tuyến dưới. Tuy nhiên, khi thấy khó thở, gia đình quyết định chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai thì bệnh tình đã nặng. Tôi mới thấy là nó không đỡ, thì tôi
Mới bảo là tại sao lại sốt, lại kiểu như khó thở thì tôi lại kiểu đoán ra, tôi bảo hay là phổi. Thì tôi bảo tốt nhất là đi bệnh viện lớn đi. Thì lúc đấy là đến sáng là 5 giờ là hai vợ chồng bạn là đưa nhau vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thì sang bên đó thì nằm được từ sáng hôm đó đến hôm sau. Thì khoảng 10 giờ thì thấy nói là hồng cầu nó tụt và kiểu như khó thở ấy, cho hỗ trợ oxy ấy. Thì tôi bảo là thôi để đưa sang Bạch Mai. Thì ngày xưa cách nhau 10 năm thì cái thời đấy cũng biết là mẹ có tiêm hay không ấy. Ở quê thì nó cũng rất là, ngày xưa điều kiện thì nó cũng không được như bây giờ đâu. Có bao giờ gia đình nghĩ là kiểu thủy đậu mà lại nặng như thế này? Không, tôi cũng không nghĩ là thủy đậu nữa. Tại vì tôi xem nhiều bộ phim nói về thủy đậu, nhưng mà bây giờ tôi mới thấy là nó thủy đậu nó lại có những cái trường hợp hy hữu như thế này. Nam giới 29 tuổi ở Bắc Ninh và cũng nhập viện trong tình trạng là cũng tổn thương da toàn thân, là cũng nổi các nốt phỏng, thế và sốt và có biểu hiện rối loạn đông máu, có suy hô hấp. Thế thì đây là một trường hợp mà cũng thủy đậu nặng, và trên nền thì bệnh nhân cũng chỉ có bệnh gút nhưng mà chưa có điều trị các cái thuốc về ức chế miễn dịch hay là corticoid. Thì chúng tôi nhận định là trên bệnh nền và bệnh nhân có cái thủy đậu biến chứng. Hiện nay cũng đang rất nặng, có biểu hiện suy gan, suy hô hấp, cần phải điều trị bằng thuốc kháng virus, bằng truyền tĩnh mạch và phải hồi sức tích cực. Cũng đang xét bệnh nhân có thể phải lọc máu. Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm thường gặp, có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, một tháng gần đây, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mắc thủy đậu vào điều trị. Đáng chú ý, đã ghi nhận hai bệnh nhân là nam tử vong vì bệnh truyền nhiễm này. Hai bệnh nhân thì một bệnh nhân cách đây một tháng đấy, có bệnh nhân ở Hải Dương đã tử vong, thì trên bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Còn bệnh nhân tử vong tối hôm qua ấy, là một bệnh nhân thì có tiền sử bệnh gút nhưng mà không có điều trị bằng các cái thuốc gì cả. Thế và bệnh nhân thì cũng rất là trẻ tuổi và mắc bệnh thì con của bệnh nhân thì mới cách đó là 20 ngày cũng bị thủy đậu. Thế bệnh nhân thì không đi tiêm phòng và cũng không biết là tức là cũng không đi phát hiện sớm, để đến lúc mà vào đây thì trong bệnh cảnh là có suy đa phủ tạng và rối loạn đông máu. Thế bệnh chúng tôi cũng tiến hành lọc máu nhưng bệnh nhân cũng đang không qua khỏi. Thủy đậu là bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp. Sau đó, đa số trường hợp người khỏe mạnh nhiễm thủy đậu là do tiếp xúc với người bệnh thông qua không khí, như hít phải những giọt nước bọt bắn ra ngoài khi bệnh nhân ho, hắt hơi hay tiếp xúc với chất dịch từ mụn nước. Bệnh thường gặp ở trẻ em hoặc ở người trưởng thành nếu chưa được tiêm phòng vaccine. Người lớn nếu không có miễn dịch khi tiếp xúc với người bệnh cũng dễ bị lây và có xu hướng nặng hơn trẻ em. Người lớn thì khi mắc thủy đậu thì thường có những cái biến chứng nặng hơn. Thứ nhất là do một phần là không có cái kháng thể, cái miễn dịch trước đó, có thể được tiêm vaccine, có thể được miễn dịch tự nhiên. Thứ hai nữa là người lớn thì thường có những cái bệnh nền và cũng khi mà phát hiện thường là cũng để muộn hoặc là chẩn đoán nhầm với các bệnh khác thì khi đến bệnh viện muộn. Thế thì chúng tôi cũng khuyến cáo là những người dân là cũng nên phải có những cái biện pháp như tiêm phòng để bảo vệ, nhất là những cái đối tượng mà có những cái bệnh nền khi mà mắc thủy đậu dễ có những cái biểu hiện nặng. Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm tổn thương ngoài da, lành tính. Đối với các trường hợp khỏe mạnh mắc thủy đậu, sau khoảng một tuần, bệnh sẽ tự hết, không để lại di chứng. Dù là bệnh lành tính tự khỏi, nhưng thủy đậu cũng có thể mắc nặng ở nhóm người có nguy cơ cao như người suy giảm miễn dịch, người mắc ung thư đang điều trị hóa chất, người có bệnh lý nền đái tháo đường, tim mạch. Hiện nay, bệnh đã có thuốc điều trị đặc hiệu chống virus thủy đậu, nhưng cần phải điều trị sớm trong những ngày đầu thì mới có hiệu quả. Điều quan trọng là người bệnh cần phải theo dõi và phát hiện kịp thời các biến chứng, giữ gìn vệ sinh và tránh tự ý sử dụng các thuốc có thể gây cho bệnh nặng hơn. Cách phòng ngừa bệnh thủy đậu hiệu quả hiện nay là tiêm phòng vaccine. Đến đây, Y tế trong ngày xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.